Sao con hỏi gì? Hỏi. Hỏi cho con. Con hỏi một câu. Sư phụ nhắc cho con nghe về đạo khất sĩ được không? Đạo khất sĩ. Để đây sư phụ giải thích đạo khất sĩ. Đạo khất sĩ là ngài người mà sáng lập ra đạo khất sĩ là ngài Minh Long Quang. Ngày xưa ngài Minh Long Quang ổng tu tiên. Tiên mà tu rồi dạng có thần thông á, cũng như đạo tiên gì đó. Nhưng mà khi có một số lực, số điểm, cả sư phụ ngày hôm nay cũng vậy. Suy nghĩ thôi nghe, ăn thua cha mẹ trên muốn sao. Thì đến muốn mà lập cái đạo, muốn độ chúng sanh á, cũng phải mặc áo vàng. Thì ngài mới đi cái đường trung đạo là Nam Tông ngồi thiền. Nhưng mà anh trai thường Nam Tông thì mặn, Bắc Tông thì trai, còn khắc sĩ đi khúc giữa, tức là cái nào tốt thì dành phải không, là ổng đi khúc giữa là anh trai và mà thiền là chính. Cũng có đọc Lăng Nghiêm, nhưng đạo khắc sĩ có chỉ thờ Phật Thích Ca duy nhất, không có thờ Phật Bà Quan Thế Âm, không thờ Phật A Di Đà, cũng không thờ ngài Địa Tạng. Cô biết là vậy. Rồi không tin Phật Bà Quan Thế Âm là có thật, chỉ tin Phật Thích Ca thôi.